Tôi đi chậm hơn đi bộ mà. Đấy, tránh ra đây. Lên trước đi. Cái đẹp này nó không kéo nhỉ. Xuống tiếp đi nữa nào anh nhỉ? Đây hết rồi. Hết rồi á? À, nhanh vậy à? Ồ, tưởng thực ra hồi sợ hết hồn. Ê, hết rồi à? Ồ. Thực ra xuống kia. Ủa, tưởng xuống kia thì oảng luôn. Bạn quên đâu nhỉ? Bạn quên đâu nhỉ? Em ở Hà Nội. À,
như thế là còn đường. Hết rồi. Hình như từ đây nào xuống nữa thì kiểu xuống kia là chắc quảng mẹ luôn. Nắng quá nhỉ. Đó, vẫn là chốc như này. Ông nào đi xuống. Thế đường rồi mẹ. Mình cứ đường dài lắm. Lắng lên nó sương mù nó bay mẹ lên để vẫn nhìn thấy mây nữa. Bên kia thấy mây không nhỉ? Bên kia đéo thấy đúng không? Quay mẹ lên đây toàn mù. Mù được cam chả có quay gì không? Quay được nhưng mà sương mù này có gì đâu, có nhìn được gì đâu. Giờ đi quay mẹ lên. Chiều mấy giờ về? Về luôn đúng không? Đây là Mộc Châu 4 tiếng hay 5 tiếng nhỉ?